Biên kịch Triệu Nguyễn Dữ từ Hải Tâm, Lạc Việt. Quay phim Trịnh Đắc Đáo, Vương Dân Long. Đạo diễn Lý Lục An, Phùng Triết. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Thiếu Quần trong vai Hoàng Lịch và Trần Bang Quốc, Quách Trân Nghê trong vai Ngư Nương, Thang Chấn Nghiệp trong vai Tứ Hoàng Tử Giận Chân, Thang Chấn Tông trong vai Thập Tứ Hoàng Tử Giận Đề, Đàm Văn Tịnh trong vai Lữ Tứ Nương, Dương Dương trong vai Hoa Yểu Yểu, Tưởng Lâm Tĩnh trong vai Nữ Hổ Lộc Thị, Ngô Dạng trong vai Phú Sát Thị, Quá Tề Minh trong vai Trần Cát Lão, Hứa Hoàng Sơn trong vai Khang Hy, cùng một số diễn viên khác. Tập 13. Bộ phim được dựa trên những câu chuyện trong dân gian, không phải chính sử. Ta hiểu rồi. Người mà các ngươi nhìn thấy là khách mua vui đó, không phải ta đâu. Mà kinh mắt tiểu nhân nhìn thấy là thiếu gia mà. Ở trong kinh thành có một người giống hệt y như ta vậy đó. Chơi đi quan gia. Vào trong đi bà. Thiếu gia đừng có giỡn nữa. Lý do lạ lùng đó mà công tử cũng nói được à? Không nói với ngươi nữa. Dù sao cũng không phải ta, chỉ là nhìn hắn giống hệt ta thôi, lại còn kết nghĩa huynh đệ với ta nữa. Sau này gặp rồi ngươi sẽ biết thôi. Ê, nhớ giữ bí mật, không được nói cho Hoa Yểu Yểu biết, biết không? Dạ tiểu nhân biết rồi. Biết rồi mà. Ê, sao không thấy cô ta đâu vậy? Ôi, ngài đến rồi. Lâu rồi không thấy ngài ghé thăm đó. Ai đây? Là mẹ đó. Mẹ sao? Mẹ là... của ai vậy? Là tú bà của Kỷ Diễn. Chào đệ tỷ. Xin chào tỷ. Ôi trời, công tử gia, mấy ngày chưa gặp mà cái miệng của ngài ngọt như là bôi mật vậy. Ta cứ tưởng Ngọc Nương đi rồi thì ngài sẽ không đến nữa. Các cô nương đâu rồi? Đều ra đây hết. Tiếp khách quý đi kìa. Ra rồi, đến ra đây, rồi đây. Ra rồi. Trần Bang Quốc, đồ xấu xa. Cô gia, đến rồi sao? Hoa Yểu Yểu. Ê, cô làm gì ở đây vậy hả? Còn hỏi muội hả? Muội ở đây cũng vì huynh đó. Nè, tự xem đi. Sao cô lại ở đây cậu bô vậy hả? Cô đang làm cái trò gì vậy? Đồ háo sắc, lần trước để huynh chạy thoát, lần này muội bắt được rồi. Sao, nhìn trúng ai vậy hả? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Trước giờ bản công tử chưa từng đến đây đó. Ê, mặt huynh đúng là dày hơn cả tường thành mà. Lần trước ai thấy túi hành cát tìm Ngọc Nương rồi sai người chặn ta lại vậy hả? Dù sao thì cũng không thể nói rõ với cô được, người đó không phải ta đâu. Huynh đúng là vô liêm sỉ mà. Được rồi, được rồi, cứ coi như là hiểu lầm đi. Hiểu lầm? Vậy mà huynh nói là hiểu lầm hả? Mẹ nói xem, hắn đây từng tới bao giờ chưa vậy? Đương nhiên rồi, ngài ấy là khách quen ở đây mà. Nghe rõ chưa? Hỡi, cái bà béo này, bà đừng có nói láo ở đây nữa. Ta đến lúc nào chứ? Ý trời ơi nè, đây là công tử nhà tôi đến đón thiếu phu nhân. Bà muốn nhiều tiền cũng có. Trời ơi, đúng là tôi mắt mù rồi mà. Lúc nãy qua mắt, bây giờ thì thấy rõ rồi. Công tử này hả, chưa bao giờ tới đây hết đó. Sao hả, có nghe thấy chưa? Cái bà béo chết tiệt này, sao bà dám nói vậy hả? Rõ ràng hắn từng tới Túy Phân Lầu mà. Trời ơi, đây là phu quân của cô sao? Hả? Vậy còn muốn giận dỗi cái gì nữa? Theo phu quân về nhà đi ha. Trời ơi, công tử, phu nhân của ngài trước đây đã làm dở rất nhiều đồ đạc ở chỗ của tôi, còn làm mấy cô nương của ta bị thương nữa. Ta không có cách nào khác, đành để thiếu phu nhân làm việc trả nợ. Mong ngài thông cảm cho. Được rồi, được rồi, được rồi. Bà xem như thế này có đủ chưa? Trời ơi, đủ rồi, đủ rồi. Công tử đi cẩn thận, thiếu phu nhân đi cẩn thận ha. Các cô nói thật lòng đi, đã từng gặp người này chưa? Mau nói ra đi, nhanh lên. Tôi đã gặp rồi.
Hả? Gặp ở đâu hả? Trong mơ đó. Nè nè, đừng có đánh nhau mà. Nè nè, đừng có đánh nhau mà. Đi thôi đi thôi. Được rồi, đi thôi, nhanh lên. Trời ơi, đánh người hả? Ra đi. Đi thôi, đừng có đánh nhau. Đi đi, đừng có đánh nhau. Đi đi, đừng có quay lại nữa. Tiếp chiêu. Cái thằng nhóc này muốn để cho Hoàng Thúc đâm cô bị thương hay sao? Thập tứ thuốc mà. Sao nữa rồi hả? Mỗi lần gặp con đều thấy mặt con nhăn nhó hết. Hoàng Ngọc Nương đi rồi. Ý con nói là Hoàng Tẩu tặng Hoàng Ngọc Nương cho con, mà Hoàng Ngọc Nương đó chỉ ở với con một đêm đã trốn đi rồi sao? Ừ. Hoàng Lịch à, con cứ để cô ta đi đi. Đường đường là thái tử, sợ gì không có gia nhân làm bạn chứ. Ê, không đâu Thập tứ thuốc à. Chính đêm hôm trước nàng ấy đã dâng trà cho con. Lúc con định uống thì nàng lại hất dở chén trà đi. Hôm sau nàng lại bỏ đi nữa. Sau đó con tò mò đem chén trà đi kiểm tra, thì đột nhiên con phát hiện ra trong chén trà đó có chứa kịch độc. Có chuyện đó thật sao? Ừ. Để ta nghĩ xem. Hoàng Lịch à, ta thấy có lẽ cô ta làm theo lệnh của ai đó, nhưng mà đến lúc quan trọng lại hối hận. Con nghĩ có đúng không? Dạ, thúc nghĩ xem sao lúc đó nàng ấy lại hối hận vậy chứ. Có thể cô ta hối hận, cũng có thể cô ta không nỡ. Tóm lại cô ta đã phải lòng con rồi, cho nên mới thấy khó xử rồi mới trốn đi. Ừ, Thập tứ thúc. Ừ? Thúc nghĩ ai là người ra lệnh cho nàng ấy giết con vậy hả? Con nghĩ sao? Con không biết. Ta nghĩ không phải con không biết, mà là con không dám nghĩ. Vậy đi, con đến hỏi thẳng Hoàng Gạch Trương. Người là do tàu ấy tặng, con nên đi hỏi tàu ấy đi. Con không dám hỏi đâu. Vậy thì hỏi Hoàng A Mã của con. Vậy thì con càng không dám hỏi rồi. Ô trời, người nên hỏi thì không dám hỏi hả? Con chỉ biết tới đây luyên thuyên thôi, làm ta không được yên tĩnh chút nào. Ai bảo Hoàng Thúc là người thân nhất với con làm gì chứ? Được rồi, được rồi. Nói thật đi, con nghĩ là ai? Hoàng Huynh. Nhưng mà Hoàng Huynh đã phong con làm thái tử, việc gì phải làm vậy? Việc này con cũng không biết, chính con cũng cảm thấy khó hiểu. Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con mà. Nói không sai, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng con có nghĩ đến thứ mà hổ ăn không phải là thịt của con mình thì sao? Hả? Thập tứ thúc, sao con lại không phải là con của Hoàng A Mã được chứ? Chuyện cười của thúc thúc không buồn cười chút nào đâu. Được rồi, được rồi. Việc này nói nhiều cũng vô ích. Việc con cần phải làm là tìm cho ra Hoàng Ngọc Nương, để hỏi cho rõ ai là người chủ mưu phía sau. Nếu như con tìm ra kẻ đứng sau việc này, nhưng mà kẻ đó là người mà con không mong muốn nhất, con sẽ làm gì? Nếu con không đủ can đảm, ta khuyên con tốt nhất không nên làm rõ chân tướng. Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Dương gia. Ôn Lương, có chuyện gì? Quan Lịch, theo ta nghĩ con nên về đi. Nếu như để Hoàng A Mã con biết con đến đây thì người sẽ nghi ngờ con đó. Vậy Quan Lịch xin cáo từ. Ừ.
Người đâu rồi? Dương gia đã trói nhốt lại ở kho chứa củi rồi. Xem ra Hoàng Lịch cũng được lòng phụ nữ lắm. Thả ta ra! Mấy người làm gì vậy hả? Thả ta ra chưa? Thả ta ra ngay! Có chuyện gì? Dương gia, chuyện là vậy. Cô ta theo dõi thái tử, bị thuộc hạ phát hiện, lúc nãy định vượt tường chạy thoát thì bị các huynh đệ bắt được. Nếu không thì cô ấy đã chạy thoát rồi. Ngươi là ai? Tôi là Ngư Nương, phụ thân của tôi là Trần Cát Lão. Là Trần Cát Lão đã từ quan về quê sao? Đúng vậy. Các ngươi còn không cởi trói cho ta nữa. Mau thả ra. Ngư Nương cô nương, sao lại đến Cảnh Lăng hả? Tôi muốn tìm đệ đệ của mình, cho nên đã đi theo một vị công tử đến đây. Công tử? Cô muốn nói thái tử Hoàng Lịch hay sao? Hả? Thái tử? Hắn ta là thái tử sao? Nếu không biết là thái tử thì sao cô lại theo dõi hắn? Tôi đã nói là tôi muốn đi tìm đệ đệ của mình. Hắn biết đệ đệ tôi ở đâu. Tôi không có thời gian nói nhảm với các người. Tôi phải đi tìm người đây. To gan, dám vô lễ với thập tứ Dương gia. Thập tứ Dương gia? Cô nương, có điều cô không biết, năm đó ta và cha cô cùng phục dịch triều đình, có mối quan hệ không tệ. Dù sao ta cũng tiếp đãi cô một chút. Ông Lương, mời cô nương đây đến thượng phòng dùng trà. Dạ. Mời. Huynh. Vào trong rồi nói. Trần Ban Quốc, còn muốn chối phải không hả? Bản công tử chối cái gì đây? Ta chưa từng đến Thúy Phương Lâu. Rõ ràng là Tú Bà và các cô nương ở đó, bọn họ đều nói là ta không hề tới đó, có biết không? Thì bà ấy nhận tiền của huynh sẽ nói theo huynh rồi phải không? Cho dù ngày nào huynh cũng đến thì bà ấy cũng nói là không gặp huynh. Nói cũng kỳ lạ thiệt đó. Hả? Cô nói cô là vợ của ta vậy mà tại sao cứ làm xấu mặt của ta hoài vậy hả? Tại sao vậy? Xấu mặt huynh? Ta còn chưa lấy cả thùng phân đổ lên đầu của huynh luôn đó. Cô xem lại mình đi ha. Cái dáng vẻ ở Túy Phương Lầu của cô á, có chút nào giống thiếu phu nhân của Trần gia hay không vậy hả? Trần Ban Quốc, ta nói huynh biết đi, bà đây không có thèm đâu. Ta sẽ viết giấy bỏ chồng luôn. Qua Yểu Yểu, ta nhịn cô lâu lắm rồi. Người không biết trời cao đất dày như cô á, muốn viết giấy bỏ vợ thì ta phải viết mới đúng nè. Là do bản công tử bỏ cô, chưa tới lượt cô lên tiếng đâu. Có giỏi thì giết đi. Giết thì giết. Giết đi. Ta giết đi. Ta đi giết ngay đi. Cầm lấy. Phu quân, cuối cùng huynh cũng thừa nhận ta là vợ của huynh rồi. Hoa Yểu Yểu, cô bị làm sao vậy? Cô không bị bệnh chứ hả? Muội đợi ngày này lâu lắm rồi, lâu lắm luôn rồi đó. Cô đừng có dọa ta đó. Sao tự nhiên cô lại đổi tính được vậy hả? Vậy huynh muốn muội làm mặt giữ cho huynh xem đúng không? Vậy sau này muội sẽ làm theo ý của huynh luôn nha. Huynh chịu không? Đúng rồi, đây mới chính là bộ mặt thật của cô nè. Hoa Yểu Yểu, cô đừng có đùa nữa. Dù cho ta thừa nhận cô chính là vợ của ta, nhưng mà ta cũng đã viết giấy bỏ vợ rồi. Giữa chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa đâu. Ta chính thức thông báo, giữa chúng ta bây giờ đường ai nấy đi thôi. Cắt đứt từ đây. Tạm biệt. Công tử thiếu phu nhân ăn cơm thôi, cơm dọn xong rồi, ở phòng mặt trong hội quán đó. Ê, tới đúng đúng lắm, ăn cơm xong đưa họ về Hải Vinh. Còn nữa, ta không về, ta không về đâu. Cô im miệng đi. Ngươi nghe đây, lần này mà còn làm hỏng việc của bản công tử ta thì ngươi liệu hồn đó biết không? Xa hình thù. Xa hình thù. Ta sẽ phạt ngươi một năm không được ăn thịt. Công tử cấm tiểu nhân không ăn thịt, chẳng thà lấy chiêu xa hình thù giết tiểu nhân luôn. Đi 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 đi.
Tiểu thư à, cô đừng khóc nữa. Cô nói quan cho cô gia rồi, cô gia không có đến Túy Phương lầu đâu. À dân, sao mụi lại bên người ngoài vậy chứ? Mụi đâu có bên người ngoài đâu. Cô gia kết bái với một người trong kinh thành. Nè, cô có biết tại sao họ lại kết bái với nhau không? Vì sao? Thì bởi vì người đó có bề ngoài y hệt như hình dáng của cô gia luôn, cho nên chúng ta đã nhận sai người rồi. Ngô Vĩnh Xuân, những gì mà bản công tử nói với ngươi vào tay này ra tay kia rồi hay sao vậy hả? Lời cậu nói tiểu nhân nhớ kỹ lắm. Công tử dặn không được nói với thiếu phu nhân, chứ không dặn không được nói với ai dân mà. Cái đầu lợn nhà ngươi làm cho ta. Ôi trời ơi, tức chết mà. Ôi phu quân, muội đã trách làm huynh rồi, huynh đừng giận nha. Phu quân, hay huynh đưa muội đi gặp huynh đệ kết nghĩa của huynh đi. Trời ơi là trời. Công tử, công tử bị sao vậy? Công tử. Ngư nương, con gái Trần Cát Lão. Đúng vậy, trong tay chúng ta lại thêm một lá bài rồi. Ý đệ là sao? Trần đại tiểu thư này đến kinh thành tìm đệ đệ của mình, cho nên cô ta mới âm thầm theo dõi, trời xui đất khiến lại để cho lọt vào tay của đệ. Cô ta còn nói hoàng lịch biết đệ đệ của mình đang ở đâu nữa, để nói với cô ta bác ca có thể đưa cô ta đến gặp thái tử, nên cô ta mới đi theo đệ. Ta còn chưa đồng ý thì đệ đã đưa người đến rồi. Bác ca, chẳng phải là đệ đang bẩm báo với huynh hay sao? Vậy người đâu? Đang ở ngoài nhị môn. Nếu bác ca không đồng ý thì đệ sẽ đưa người về. Ê, ta không có ý đó. Ý ta là đệ đã đưa người tới thì chắc chắn có tính toán. Nói ta nghe thử xem sao. Đệ hỏi ngày tháng năm sinh của cô ta. Ngày tháng năm sinh của cô ta không những cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mà cả giờ sinh cũng giống nhau. Bác ca, năm đó là Trần Cát Lão và Ung Thân Dương chỉ cách nhau một bức tường. Ngư nương nói tướng mạo Trần Ban Quốc giống như hoàng lịch vậy. Ý đệ là... Bác ca, giờ huynh đang nghĩ cái gì vậy? Cái đầu này của đệ tính chuyện lặt vặt thì được, chứ chuyện lớn thì phải theo bác ca rồi. Thú vị đây. Nếu năm đó Tư Ca sinh con gái để nắm chắc việc giành ngôi báo, đã cấu kết với Trần Cát Lão, người đã sinh con trai, để lập một mưu kế đã được định sẵn, linh miêu tráo thái tử. Ê, mấy năm nay chuyện này chỉ là lời đồn mà không có bằng chứng. Ê, chúng ta cũng không làm gì được Tứ Ca. Ê, nếu như đưa ngư nương đến gặp hoàng hậu, để đoán xem hoàng hậu sẽ ra sao. Nếu hai người đó đúng là mẹ con, chắc chắn sẽ phải lộ ra chút đầu mối. Nè, vậy là có lợi cho chúng ta, có phải như vậy không? Bác ca muốn đưa ngư nương đến gặp hoàng tẩu hay sao chứ? Ê, không không không, ta không thể đi được. Nếu ta đi thì Tứ Ca và Lữ Hổ Lộc Thị sẽ nghi ngờ. Để đi đi, để đi là thích hợp nhất. Qua, wow, đây chính là thần vũ môn sao? Từ cấp thành lớn như vậy hả? Nè, mời thập tứ dương gia vào trong đi. Ừ. Đây là lệnh bài của bổn vương, thông báo với hoàng hậu là bổn vương cầu kiến. Đây là ai vậy?
Đây là con gái của Trần Các Lão ở Hải Nghinh, chưa từng đến kinh thành. Bổn vương đưa cô ấy đến cho mở mang tầm mắt. Dương gia đứng đây chờ, nô tài sẽ đi thông báo. Đi đi. À, đúng rồi. Chút nữa gặp hoàng hậu, đừng nói ra gì cô đi theo dõi thái tử ở Cảnh Lăng. Hoàng hậu sẽ không vui đâu, biết chưa? Vậy thì gặp được hoàng hậu thì sẽ gặp được thái tử đúng không? Mỗi ngày sau khi bãi triều, thái tử sẽ đến cung hoàng hậu để thỉnh an. Bây giờ chắc đang ở tẩm cung của hoàng hậu. Hoàng cung này lớn quá. Bên này có ba điện lớn, hai bên có văn hoa điện, văn tuyên cát, thượng tứ diện. Ba tòa phía nam tạo thành ngoại đình. Tôi biết rồi. Nội đình còn có giao thái điện, càn thanh cung, hôn linh cung. Hai bên còn có dưỡng tâm điện nữa, đông lục cung, tây lục cung. Hình như cô biết rất rõ về hoàng cung. Là phụ thân của tôi nói cho tôi biết. Vậy cô có từng mơ thấy hoàng cung chưa? Đương nhiên là rồi. Có từng mơ cô là cách cách trong cung không? Đương nhiên là có. Hậu Hoa Viên tôi cũng đã từng mơ thấy. Xem ra cô cũng rất có duyên với hoàng cung. Tôi không chỉ mơ thấy, tôi là cách cách của Đại Thanh. Tôi còn mơ thấy hoàng cung Anh Quốc, hoàng cung của Pháp nữa đó. Thật ra là tôi đang nói dối thôi. Thập tứ gia còn dẫn theo ai nữa không? Còn có con gái của Trần Các Lão. Sao thập tứ gia lại dẫn theo con gái của Trần Các Lão chứ? Thập tứ gia nói đưa Ngọc Nương của Trần Các Lão vào cung để mở mang tầm mắt. Tên này sao lại quê mùa như vậy? Không gặp. Dạ. Khoan đã. Dạ nương nương. Vậy nữ nhi của Trần Các Lão, cô ta trông ra sao? Nô tài cũng không nhìn rõ. Hay là truyền một mình cô nương ấy vào? Không cần đâu, lui ra đi. Dạ. Ngư nương là con gái của ta. Không được, ta không thể gặp nó. Ta không thể gặp nó được. Bản sở tâu dự lệnh cho tổng đốc Trục Lệ điều tra rõ chuyện này. Nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện. Dạ. À, tiểu lương tử, lúc nãy ngươi vừa nói gì trẫm nghe không rõ. Thập tứ gia đưa con gái của Trần Các Lão ở Hải Ninh đến Càn Thanh Cung, xin gặp hoàng hậu nương nương. Cái gì? Con gái của Trần Các Lão sao? Sao thập tứ đệ lại đưa con gái của Trần Các Lão gặp hoàng hậu chứ? Hoàng hậu nương nương không gặp nên thập tứ gia và Trần đại tiểu thư đã đi rồi. Theo lời của thị vệ ở Trần Thủ Môn thì xe ngựa mà Trần đại tiểu thư ngồi đến là của bác Dương gia. Cung nghênh hoàng thượng. Lùi xuống đi. Dạ. Dạ. Hoàng hậu. Hoàng thượng. Vì sao nàng không vui vậy? Vì thập tứ đệ có đúng không? Hoàng thượng biết rồi sao? Hôm nay nàng không gặp nó là đúng lắm rồi. Con gái của Trần Các Lão ngồi xe ngựa của bác đệ tới đây. Thập tứ đệ và hắn lại muốn gây chuyện nữa. Đúng là hoang tưởng mà. Hoàng thượng, dù hôm nay thần thiếp từ chối gặp thập tứ đệ, nhưng mà thần thiếp cũng muốn được gặp con gái của mình. Thiếp đang nghĩ là có cách nào để thiếp có thể nhận lại con gái hay không? Hồ đồ. Hoàng thượng, xin người nghe thiếp nói hết đi đã. Hoàng thượng,
Người đừng làm khó Hoàng Lịch nữa. Chúng ta cứ nói với bên ngoài là thái tử mắc bệnh qua đời, Rồi trả con trai cho Trần Cát Lão, sau đó để Trần Cát Lão trả lại con cho chúng ta, không phải là tốt đẹp hết cả hai bên sao? Thực ra cách này cũng không phải là không được. Nhưng hôm nay thập tứ đệ lại dùng xe của bác đệ đưa con gái của chúng ta tới, nên chuyện này không thể được. Tại sao chứ? Họ đã bắt đầu nghi ngờ lai lịch của thái tử. Hai đệ đệ này của trẫm đều là những kẻ giỏi làm mưa làm gió. Nếu như chúng bắt tay với nhau thì chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Chẳng lẽ họ đã biết hết rồi sao? Có thể chỉ là nghi ngờ hoặc chỉ là thăm dò, nhưng dù ra sao thì trẫm cũng không thể để chúng tiếp tục gây chuyện như vậy được. Nếu không chúng sẽ không được yên. Tử Hư bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tình hình của thập tứ đệ thế nào rồi? Thập tứ gia đã trở về cảnh lăng rồi. Còn bác Dương phủ có động tĩnh gì không? Hôm qua thập tứ gia đưa một cô nương đến thăm bác Dương gia. Hôm nay thập tứ gia xin bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhưng không được nên trở về cảnh lăng rồi. Còn cô nương đó thì ở lại bác Dương phủ. Lão bác này đúng là càng ngày càng lắm mưu nhiều kế. Ý của hoàng thượng là? Tổng đốc Trục Lệ bẩm báo rằng trong thời gian lão bác nắm quyền bộ lại đã buôn bán quan tước, nhận được 40 vạn lượng bạc, 1 vạn lượng vàng. Vậy hoàng thượng muốn bần đạo làm gì đi? Trẫm muốn người tới bác Dương phủ tìm kiếm bằng chứng mua quan bán tước của hắn, và điều tra xem con gái của Trần Cát Lão, ngư nương, nó có còn ở trong phủ hay là không. Bần đạo tuân chỉ. Nè khoan đã, khoan đã. Nghe nói con gái ngươi năm nay đã 16 tuổi. Bẩm hoàng thượng, vừa đúng 16 tuổi, tên gọi là Lãnh Tuyết. Trẫm sẽ nói phủ nội vụ đưa nó tới Đông Cung. Hoàng thượng, ý của hoàng thượng là? Trẫm muốn con gái ngươi làm tỳ nữ, giám sát nhất cử nhất động của hoàng lịch. Dù hoàng lịch mơ thấy gì, trẫm cũng muốn biết. Dương gia, bên ngoài có thích khách. Thích khách ở đâu? Có bao nhiêu người? Tổng cộng 4 tên, 2 tên đã chết rồi, còn 2 tên còn lại đang bị bao vây. Ra ngoài xem. Dương gia, bên ngoài nguy hiểm, ngài vẫn nên không đi thì hơn. Ngươi tưởng ta sợ sao? Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Bắt sống chúng. Dương gia, hình như thích khách là người của Sở Chim Can. Tứ ca, huynh làm vua cũng không dễ dàng gì. Thảo nào suốt ngày chỉ ở trong dưỡng tâm điện, không chịu lâm triều ở Càn Thanh Cung. Huynh sợ bốn chữ quang minh chính đại của Hoàng A Mã giết sao? Bổn vương không sợ, để coi huynh giở trò gì. Đi, mang 4 cái xác đó ra ngoại thành chôn đi. Tuân lệnh. Nhanh lên. Mời. Dương gia, ngư nương cô nương đến rồi. Cô nương bái kiến bác Dương gia. Miễn lễ, miễn lễ.
ta và cha cô từng làm việc trong triều nên rất hiểu nhân phẩm và học vấn của ông ấy. Đến đây ngồi đi. Nghe nói cô đến kinh thành để tìm đệ đệ hả? Ừ. Tìm được chưa? Vẫn chưa tìm được. Có cần ta giúp đỡ gì không? Bá Dương gia, người nương có một thỉnh cầu quá đáng. Nói. Ngày mai có thể đưa tôi đến Đông Cung được không? Hả? Đến Đông Cung gặp Thái tử Điện Hạ. Đúng vậy. Tôi nghĩ là Thái tử biết đệ đệ tôi đang ở đâu. Ồ. Cô đang đeo là cái gì? À, đây là nhẫn phỉ thúy. Ôi chà, rất tinh tế. Ai cho cô vậy? Là mẫu thân của tôi. Bà nói đây là vật gia truyền của tổ tiên. Rõ ràng là đồ quý của hoàng cung, trong dân gian làm gì có được. À, cất nó cẩn thận. Ê, giờ cũng không còn sớm nữa. Có cần ta cho người đưa cô về hậu viện nghỉ ngơi không? Còn về Đông Cung thì cô cũng biết, tuy ta là Dương gia, nhưng Đông Cung không phải là nơi muốn tới là tới. Đến khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ đưa cô tới Đông Cung. Cứ yên tâm đi, không sao đâu. Ha. Đành vậy. À, mời. Thái tử Điện Hạ, người nói xem, văn chương hay trong thiên hạ không sao kể hết, sao ta chỉ thích Ái Liên thuyết này thôi? Đúng thật là ngớ ngẩn. Điện Hạ, không phải Điện Hạ ngớ ngẩn mà là đơn thuần quá. Ta cần ngươi đến nịnh hót sau. Thật ra nô tài chỉ muốn nói, trời ban không dùng sẽ gặp phải họa, trời cho không lấy sẽ bị tổn hại. Ý ngươi là ta phải biết nắm lấy sao? Ý nô tài là nên lấy thì cứ lấy thôi. Hạ Kỳ Cương, thực ra ngươi không giống đàn bà chút nào đâu. Đa tạ thái tử khen ngợi. Nè, có chuyện gì sao? À, phủ nội vụ đưa đến 4 thị nữ có chút nhan sắc, nói là sẽ hầu hạ tại thư phòng của Điện Hạ. Trong đó có một người khá xinh đẹp, không biết là Điện Hạ có muốn gặp người đó không? Cho họ vào đây đi. Nô thì tham kiến thái tử Điện Hạ. Đứng dậy hết đi. Tạ ơn thái tử Điện Hạ. Các người tên gì? Nô tỳ tên Lãnh Tuyết. Ê, to gan, sao ngươi dám ngẩng đầu lên nói chuyện với thái tử Điện Hạ? Lui xuống hết đi. Mỗi người thưởng cho 10 lượng, chờ sai bảo. Nô tỳ tạ ơn thái tử Điện Hạ. Hoàng thượng nên dậy rồi. Hoàng thượng nên dậy rồi. Tiểu lương tử. Có nô tài. Sau khi bãi triều, ngươi cùng trẫm tới Cảnh Lăng, trẫm muốn bái tế Hòa Mã. Dạ. Yeah. Đại thần Dữ Lâm dẫn đề cung nên hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Đứng lên đi. Hoàng thượng, lễ vật để bái tế đã sẵn sàng. Mời hoàng thượng di giá Long Ân Điện. Mời hoàng thượng.
có nhiều binh khí như vậy mà vẫn giữ gìn rất tốt. Thập tứ đệ, chí lớn còn chưa phai đâu. Hoàng huynh quá lời. Lòng của thần đệ giờ đã lặng như nước. Trên tấm bia có rất nhiều lỗ tên, hơn nữa mỗi tên nào cũng trúng hồng tâm. Vì võ công của đệ sao có thể lặng như nước chứ? Hoàng huynh quá khen rồi, thần đệ rất xấu hổ. Đứng lên đi, vào trong rồi hãy nói. Thập tứ đệ, gần đây hình như hơi phát phúc đó. Thật khổ thiệt, toàn là mỡ thừa. Còn hoàng thượng thì gần đây ốm đi nhiều đó, chắc do bộn bề chính sự, trăm công ngàn việc. Ngồi xuống đi. Tạ hoàng thượng. Thập tứ đệ, từ khi trẫm đăng cơ cho tới nay, đệ cảm thấy trẫm làm hoàng đế như thế nào? Để nói đi. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, đã tiến hành cải cách lịch trị trong vòng một ngày, liên tiếp phát hành 11 đạo thượng vụ, tra xét xử phạt hơn 30 quan tham hai cấp huyện châu. Việc làm này đã chấn động trên dưới cả nước. Chấn động cả nước? Tốt hay là không tốt? Để đã nói lời chân thành, không việc tham quan, đại thanh tất quy. Hoàng A Mã năm xưa tay mềm tim càng mềm, khiến cho quan viên triều đình tham ô hoành hành. Hoàng thượng lấy lịch trị để khai đao, thực sự là hành động chấn hương quốc gia. Có thể nói lời chân thành, chứng minh đệ vẫn còn có lương tâm. Nhưng mà việc trừ tham quan, chỉ trông chờ vào tra xét hai cấp huyện châu thì không bao giờ đủ. Nếu không xử lý về mặt căn bản, chỉ sợ đám tham quan đó sẽ giống như cỏ dại, đốt cỏ đốt không sạch, gió xuân thổi tới lại đâm mầm. Ý của hoàng huynh là muốn ra tay với những thành phần bại hoại trong hoàng tộc? Thập tứ đệ, đệ vẫn luôn ở Cảnh Lăng, những chuyện bên ngoài có lẽ đệ không rõ cho lắm. Lão bác lợi dụng chức vụ của mình mua quan bán chức, đã tham mô 40 vạn lượng bạc, 1 vạn lượng vàng. Bắt cả tham mô? Sao có thể như vậy được chứ? Để không tin sao? Đương nhiên là để không tin. Hoàng thượng chỉnh đốn lịch trị vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng muốn nhân cơ hội điều tra bắt ca, như vậy sẽ làm tổn hại đến khí độ thiên tử. Trẫm không vu oan cho ai, chính là tổng đốc trực lệ đích thân bí mật báo cáo. Trực lệ tra xét mấy tháng nay giùm trẫm, điều tra ra 3 tri phủ, 9 tri huyện. Theo lời của bọn tham quan này, toàn bộ chức quan của họ đều mua từ tay lão bác. Hoàng tộc tham lam thối nát, làm lung lay căn bản quốc gia. Nếu như trẫm dung túng, chỉ khiến lòng người trong thiên hạ lạnh nhạt với trẫm mà thôi. Đến lúc đó, những tham quan bị trẫm xử lý cũng sẽ không phục. Thưa ca, huynh muốn ra tay với bác ca sao? Ở dưỡng tâm điện, trẫm đã viết 4 chữ: trung, chính, nhân, hòa. Trẫm sao có thể cốt nhục tương tàn chứ? Vậy của tư ca là... Đệ có thể gửi cho trẫm một tấu chương, tấu xin điều tra lão bác. Để trẫm điều tra lão bác xong, sẽ giao cho đệ làm tù binh. Sau một khoảng thời gian, đợi đệ bị bệnh, đến lúc đó
trẫm sẽ triệu để về kinh phục chức. Tức à, huynh làm như vậy cũng mưu mô xảo quyệt quá. Huynh là ca ca, huynh muốn giữ gìn danh tiếng cho mình, lại kêu đại đệ ra tay tàn hại huynh đệ của chính mình, cả đời này mang tiếng ác thay huynh. Giang sơn xã tắc tại thượng, tình cảm huynh đệ bỏ qua một bên đi. Trẫm là quân, đệ là thần, không lẽ chưa nghe quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thần đệ cho dù cả đời ở trong cảnh lăng cũng không bao giờ làm chuyện thủ túc tương tàn. Có lẽ đã tới lúc đi bái tế hoàng A Mã rồi. Trẫm cho đệ chút thời gian để suy nghĩ. Đi thôi. Ngô Vĩnh Xuân, chờ chút. Ê thiếu phu nhân, bộ quên gì sao? Muội có thể gặp huynh đệ của huynh rồi mới đi hay không? Không được. Tại sao hả? Hắn ta thực sự không tốt lành gì, nếu gặp hắn ta khó mà đi được đó. Không tốt lành mà huynh kết bá hay sao vậy chứ? Tóm lại là không thể gặp. Muội biết rồi, huynh không cho muội gặp nghĩa là người này không tồn tại. Người mà muội gặp ở Túy Vương lầu, người đó chính là huynh. Nè đại tỷ à, cô là kẻ thù tới hành hạ ta hay sao vậy hả? Đừng có gây chuyện nữa, im lặng quay về Hải Ninh được hay không hả? Không được, không được, không được. Không tới lượt cô quyết định đâu biết không? Ngô Vĩnh Xuân. Dạ. Đưa cô ta đi. Dạ. Thiếu phu nhân. Ta không đi. Đi không thôi. Đi mà. À, đi đi. Nè. Thank you.